Tôi với tư cách là đại biểu tham dự đại hội thì cũng muốn được gặp các đồng chí, anh chị em báo chí cả trong và ngoài nước. Cái chính là đến để được gặp gỡ các anh các chị, cảm ơn các anh các chị, chúc mừng các anh các chị. Và phải nói rằng đại hội lần thứ 13 của Đảng ta, như tôi vừa nói, cho đến giờ phút này có thể báo cáo với toàn Đảng, toàn dân rằng đã thành công rất tốt đẹp. Tôi dùng những rất tốt đẹp là cũng cân nhắc lắm, báo cáo các nhà báo thế. Đây là cảm nhận cá nhân tôi, hơi xin tạm gọi là cũng là nhà báo, là cảm thấy là rất vui mừng, phấn khởi trước cái đại hội. Và tôi được dự nhiều đại hội, có lẽ đại hội này là đại hội, không biết nói mình có nói có chủ quan không, hay là có kiêu ngạo, là một trong đại hội thành công nhất thật, một cách thực sự, kể cả về nội dung, kể cả về hình thức, cách thức, tổ chức, lề lối làm việc. Và cái kết quả cuối cùng là đại hội thông qua nghị quyết. Hai là công tác nhân sự. Các đồng chí biết rồi, làm cũng từ năm 2018 cho đến bây giờ, làm chưa bao giờ làm như lần này. Công tác nhân sự mà chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, và có thể nói là thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, làm từng việc, dễ đến khó, rộng đến hẹp, làm hết việc này sang việc khác, và lớp làng rất chu đáo, cẩn thận. Cái thứ ba, cái mới của lần này là công tác tổ chức phục vụ đại hội rất tốt. Cho nên ba cái loại việc, văn kiện là một, công tác nhân sự là hai, công tác tổ chức phục vụ đại hội là ba. Lần này làm hết sức chu đáo. Gặp gỡ toàn bộ các cơ quan truyền thông trong cả nước và một số phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các nhà báo, phóng viên đã nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc của mình. Thì thế lần này báo chí của chúng ta có một trung tâm rất là hoành tráng thế này, tổ chức cũng rất tốt, anh chị em làm việc hết mình, hết sức trách nhiệm. Tôi biết rồi, nghề làm báo vất vả lắm, không phải làm ban ngày đâu, làm ban đêm. Đêm có khi nghĩ câu phải dậy để sửa, không phải là ngồi một lúc rồi xong lại làm kiểu hành chính thì nó không ra bài được. Nó phải có tứ ở trong đầu, nó phải có cảm xúc thì mới viết được. Còn hơi hợt thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi đọc những cái bài các đồng chí và đặc biệt đưa tin rất kịp thời, rất nhanh. Cái đêm hôm kia mà bầu cử xong công bố danh sách nhân sự, phải không ạ? Ban chấp hành Trung ương một cái là các đồng chí truyền hình đưa tin ngay. Trời ơi, dân dân rất là phấn khởi, người ta mong mỏi chờ đợi. Và nếu không thì sẽ có đủ thứ suy diễn, rồi bàn tán nọ kia là rất phức tạp. Và cái nhạy cảm, nhạy bén, kịp thời, nhưng quan trọng là chính xác, đưa hay. Một cái điểm nữa tôi rất hoan nghênh báo chí chúng ta vừa rồi, các đồng chí đã kịp thời phát hiện những cái luồng tư tưởng xấu, những cái dư luận không hay, có những cái phản bác lại, có những cái phê phán lại, bác bỏ đi. Cái đó cực kỳ quan trọng, vừa biểu dương cái việc làm tốt mà vừa phê phán, phản bác những cái quan điểm sai trái. Đấy là nhiệm vụ của báo chí đấy chứ. Các đồng chí đã đóng góp rất quan trọng vào cho thành công của đại hội, suốt cả quá trình trước, trong và sau đại hội. Và tôi tin rằng sau đại hội này, các đồng chí truyền cảm hứng vào trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một cái khí thế của cái đại hội, để tạo một cái sức mạnh mới cho dân tộc Việt Nam ta, một cái bước tiến mới cho nước Việt Nam ta, không chịu thua kém nước nào trên thế giới cả. Và tôi nói là nước ta cơ đồ chưa bao giờ có được như ngày nay. Các nhà báo phóng viên trước khi đặt câu hỏi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước tiếp tục được đại hội tín nhiệm và tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư với số phiếu rất cao. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng tôi.
Thứ hai là cũng chúc mừng sức khỏe. Đúng là cái này là nhân tố rất là quan trọng, không nói là quyết định, là để làm việc. Bây giờ tôi thì cũng không được khỏe lắm đâu, các đồng chí biết rồi, mà tuổi thì cũng cao rồi, tôi cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng mà đại hội bầu vẫn phải làm, thì là đảng viên thì phải chấp hành. Cho nên là tôi sẽ cố gắng hết sức, cố gắng. Nhưng mà làm được hay không thì phải là tập thể, phải là đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết, nhất trí, thống nhất thì mới làm được. Một cá nhân vai trò cũng quan trọng, nhưng mà cũng chỉ là một cá nhân thôi. Trả lời một trong những vấn đề mà các nhà báo phóng viên nêu tại cuộc họp báo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định đây là cuộc chiến gian nan nhưng sẽ không ngừng, không nghỉ. Riêng cái câu phòng chống tham nhũng thì lắm lúc tôi cũng nói cái này, tôi cứ sợ ngượng mình nói nhiều quá. Nhưng mà nhiều lần tôi đã nói bảo là tôi còn nói nữa. Và ai có ghét thôi của tôi cũng nói. Nói vui ở các cái cuộc họp như thế, nói với cái tinh thần với hết tâm huyết của mình đấy. Nhưng mà anh em nói vui bảo không, không ghét đâu, bác càng nói càng yêu. Thế hôm nay lại được các đồng chí hỏi lần nữa là chống tham nhũng, đây là vấn đề rất lớn. Tôi vẫn nhắc lại câu của bác Hồ, cưa một cái cành cây mọt sâu để cứu cả cái cây. Xử một vài người để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm. Để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa là chính. Chứ không phải là cốt, xử cho nhiều, xử cho nặng. Thì là mới là nghiêm. Nhưng vừa qua các đồng chí thấy là có nghiêm không? Đấu tranh tham nhũng nó phức tạp, khó khăn đến như thế. Mà nếu không có bản lĩnh, không có dũng khí, không có tình cảm chân chính thì chắc không làm được. Dễ mắc lắm. Ai chả thích của, thích tiền đúng không? Thế mà tôi vẫn nói là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Chết cũng không mang tiền theo được. Nói nhiều lần rồi. Hôm nay các đồng chí hỏi lại cái chỗ tham nhũng này. Tôi xin khẳng định đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa nó được một bước thôi. Chứ còn còn quyền, còn chức, còn tiền. Mà nếu như người ta không tu dưỡng rèn luyện thì sẽ còn xảy ra. Nên đây là một cuộc đấu tranh còn gian nan lắm. Tôi chỉ nói tinh thần như vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn.